Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Trời ơi là trời, tôi nhục quá đi trời ơi. Giờ chỉ có nước tự tử mà chết thôi trời ơi. Bà không cần phải chết, bà không cần phải chết. Chuyện này đối với gia đình mình rất là nhục. Bây giờ tôi hỏi bà, con Hồng nhà mình đâu? Nó chồng quá, nó ra ngồi với chồng quá. Tôi hỏi ông nhà mình, mổ heo ba đời, phước đức quá mà. Tự nhiên con gái mình nó là một cái rột, mất hết trơn. Không còn một miếng phước nào hết đó. Con Hồng đâu? Không. Ra biểu, ra đây. Dạ, dạ. Trời ơi, thiệt luôn á. Cái gì vậy? Hồi con ói muốn chết đó chồng à. Mà đi ra nhanh quá lỡ con động thai sao ba má? Như vậy mà mày còn nói được á, mày tự hào quá ha. Sao hỏi mày bây giờ cái thằng nào nó làm cho mày có bầu? Thiệt tình luôn á, sao con thấy mắc cười quá. Có cái bầu không mà làm gì rần rần lên vậy cha. Kêu cái thằng đó về đây cho ông xử. Đem cái thằng mà nó làm cho mày có bầu đó về đây cho tao. Bắt nó cưới mày. À ý tía má nói là cái thằng mà làm con có bầu á hả? Cha đứa nhỏ hả? Là đối tác của con hả? Thằng đó hả? Nó chết rồi. Nó cái gì chết? Nó hôm bữa con nói với nó còn có bầu, cái nó sợ quá nó tung nó chạy làm sao cái nó xui, nó trượt chân nó té xuống sông mà nhầm ngay cái bữa nước lớn, nước cuốn nó trời mất tiêu mất xác luôn. Trời ơi, mất xác rồi. Bây giờ là không có nhân chứng rồi, bây giờ làm sao bây giờ? Nhân chứng vật chứng mất tiêu. Mất tiêu hết trơn cái trời rồi làm sao đây? Thì có sao đâu, con thấy tía má lo quá. Không mấy giờ làng xóm biết hết rồi, có gì đâu mắc cỡ. Cái gì? Hàng xóm biết hết rồi. Bay nói là lối xóm người ta biết hết rồi. Đúng rồi. Mà ba má bay thì chưa có biết. Không, là người biết sau cùng. Đúng rồi, tía má biết sau cùng á. Ủa tại sao ở nhà không biết mà mày ra đường mày la làng lên chứ vậy? Con gà quán của bà Sáu á, bả là bán quán. Biết bao nhiêu người qua lợi. Mà bữa đó xui ngồi ăn cái ói. Ôi kia bà biết, cái bà đồn luôn. Trời đất ơi, tại sao mày không ói ở nhà? Ở nhà nó không mắc ói. Mày có tin mày nói cái kiểu gì? Tao giết mày chết không mày hả? Không, con không có tin tí giết con đâu. Con biết tí không bao giờ giết con đâu. Tại vì con là con gái một nhà, tí giết con ai nói giỏi. Mà má giờ trứng quá thạch thì đâu có đẻ được nữa. Con này nó cấn bầu cái nó bị khùng luôn rồi. Tí tí với má bình tĩnh đi, con nói nghe nè, nhà mình có mình con là con đúng không? Mà bây giờ con có bầu là nhà mình có người nói giỏi cái nghề làm heo của tí rồi. Hả? Vậy mình lời mình đâu có lỗ, không hề lỗ luôn. Hay không? Nó tự hào luôn không? Nó tự hào, nó hãnh diện luôn không? Hãnh diện vô cùng. Nó cấn thai cái nó đổi máu quá, nó khùng rồi. Nó khùng mà, rồi. Tí má, nó nghe nè, giờ con mệt quá, nãy giờ nói chuyện tí má con cảm giác như muốn động thai á. Giờ con vô chổng con nghỉ ngơi nha. Chưa động thai không có tốt cho em bé đâu. Bà mẹ và cha em phải được bảo vệ, con vô nha. Con mệt quá. Trời ơi bà ơi, nó nói chuyện nó rất tự tin. Nó làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhục quá bà ơi. Bây giờ nó làm từ lưa tè le rồi. Bây giờ mình phải làm cách nào để tính toán cho nó. Đừng có để gia đình của mình bị nhục đó bà. Để cái gì mà để nó thấy nhục một cái bẹt vô trong mặt hai vợ chồng rồi. Giờ làm gì được nữa đâu mà làm. Kiếm người thế thân tổ chức đám cưới cho nó. Trời đất ơi, hù một cái muốn trụy thai luôn vậy đó trời. Cái gì? Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Cái gì là cái gì? Bây giờ cô đi đâu? Ê, Lùng. Hả? Hột mít lùi cho ăn no té. Rồi sao? Té gì kệ nó. Rồi sao? Chặn đường tôi làm cái gì? Chia tay rồi nha, không có thảy đồ cho người đó nha. Trả lời cho tôi biết. Trả lời gì? Mình quen nhau 8 tháng. Phải. Chia tay này 1 tháng. Đúng. Vậy thì tại sao có bầu 3 tháng ai cũng nói tôi bị cắm sừng, tôi không tin tôi là tôi bị cắm sừng. Nói đi, của ai, của thằng nào? Bỏ tay xuống. Cái gì vậy? Cái sừng lú chỗ nào chỉ ơi. Đừng có đánh trống lại, trả lời tôi nghe đi. Tại sao? Tôi không thích trả lời á. Bây giờ quen nhau 8 tháng. Đúng rồi. Chia tay 1 tháng.
Ủa chia tay thì mắc mới thì tôi phải nói với ông. Ờ, nhưng mà vấn đề là chia tay chỉ mới một tháng mà tại sao lại có bầu là 3 tháng? Thế kệ người ta. Nhưng mà người ta nói là của tôi. Người ta nói là của tôi nhưng mà không phải của tôi. Của thằng khác. Không phải của ông. Cái đó của đằng nào? Ủa của nào thì kệ người ta, miễn gì người ta người đầu mình tay chân đầy đủ, dài hơn ông, đẹp hơn ông. Với lại người ta không có tánh sở khanh như ông. Nè đứng ở đây đi, nói cho mà nghe. Tại sao tôi với ông chia tay ông hiểu không? Sao? Tại vì con người của ông là một cái con người cực kỳ là tính toán. Phải nói là không bao giờ biết nghĩ cho tôi. Suốt 8 tháng trời lúc nào cũng muốn ăn tôi, muốn hốt tôi, nhưng mà không bao giờ muốn cưới tôi. Đó, điều để đáng nói nè. Có thằng nào mà quen bồ mà 8 tháng nó nắm tay mà còn không được thì làm sao có chuyện có bầu được. Vô lý lẽ. Suốt ngày ông cứ đòi hốt tôi hoài, ông đòi ăn tôi hoài, mà ba tôi nói á, nhìn cái điệu thằng đó nó sợ khanh lắm con ha. Cái thằng đó đàn ông á, mà một khi nó nắm tay được con rồi, sau đó nó sẽ nắm tới những thứ khác. Nó nắm lên cái cùm tay, nó nắm lên cái bắp tay, rồi nó dình lên cái vai, rồi nó tuột qua cái cổ, nó xuống đâu không biết. Chuyện của tôi mà sao ông già cô biết? Ủa thì ông già từ xưa cũng nắm tay má tôi vậy đó, nên ông có kinh nghiệm ông biết, hiểu không? Nhưng mà người ta hốt người ta có cưới, còn mấy người đòi hốt mà mấy người không có cưới. Bây giờ trả lời liền đi. Trả lời cái gì? Quan trọng là cái sừng của tôi nè là thằng nào cấm, thằng nào? Thằng cha của nó đó. Bây giờ nói cho tôi nghe, thằng nào là cha của cái thứ gì? Không có chỉ con tôi nha, không có chỉ con tôi nha. Trời ơi là trời, tôi mà gặp nó một cái nha. Tôi thiệt với em nha, bao nhiêu me của em hả, mà em hái được hả, tôi nhét vô trong cuống họng nó nuốt không được, nó lấy tay tôi đè, rồi nhấn vô, tôi trả thù cho bằng được, rồi tôi cho nó biết thế nào là cái sừng nó sẽ bị gãy như thế nào. Trời ơi, ghê quá, sợ. Đây, thằng hột mít này nói làm được nha. Đúng rồi. Còn bà đó, nha, bà nói tôi hột mít đúng không? Hột mít cho, ăn no té. Đó đúng rồi, té, nè. Đem về lùi cho ăn đi rồi tự đắp mền lại nghe, rồi xong rồi té một cái là bắt đầu ở trong đó mà chết luôn đi, hử cho chết chết ngọt luôn đi. Đó sao vậy sao bây giờ, nó tóm lại có chịu nói thằng này là ai không? Không á. Đồ ly lắm. Cái đồ hột mít. Đồ hồng heo nái. Cái đồ hột mít luôn cho. Được rồi, hãy đợi đó. Mít lùi cho này sẽ làm được gì? Chỗ mẹ nó hết đi. Tao sẽ chi tìm từng thằng. Tao sẽ chi tìm từng thằng. Thằng nào cắm sừng, quất hết luôn. Không. Sáu ơi. Ủa? Hồng hả con? Trời ơi, Hồng đây. Nhớ cũ phải không? Dạ, nhưng mà ngọt xíu nha. À, biết rồi, bữa nay thèm ngọt rồi phải không? Chờ Sáu chút nha. Ý chà. Nhanh Sáu ơi, rồi. Cái nước quá hà. Có liền, con nhỏ này hối quá. Đây cho con nè. Ôi trời. Gì vậy? Nè, uống đi. Ồ. Hồng. Sao? Mày cho Sáu lại, mày ba lại nha. Sao vậy? Sao lại mày? Trời. Sao lại mày? Trời, tự nhiên con thấy con giống như nữ thần á. Giống nữ thần? Trời. Đứng vậy, ngồi hai ghế đi, ngồi một ghế không ổn. À đúng rồi. Con thấy con cảm giác như nó thiếu gì á. Đúng rồi, nó lật một cái là chết luôn á. Ổn không? Vừa nghe. Con bộ tám chân ổn à. Trời. Hai cái ghế hợp với dáng con ghê luôn. Ủa mà sao? Mắc gì tự nhiên sao bái lại con vậy? Thì mày làm cái chuyện động trời, một cái chuyện mà tại đình mà từ trước tới giờ chưa có trong lịch sử của cái làng này luôn á. Ủa là làm giống gì trời? Thì là cái chuyện không chồng mà chữa đó. Trời ơi, tưởng cái chuyện gì mà ngó trước ngó sau, con thấy chuyện nó cũng bình thường thôi. Ý sao nói con là có chữa quan cái gì? Tôi đã né cái chữ chữa quan rồi, tự nhiên la lên chữa quan. Giờ cuối cùng ai cũng biết mày chữa quan. Cái đó. Con này khùng ghê luôn á. Thì đó thì Sáu mới quạ thêm lớn lắm luôn á. Ừ. Cái ý Sáu là mày chữa quan đó. Bình thường con thấy cái chuyện nó có gì đâu mà Sáu làm quá vậy. Cái này gọi là giống như mình thích thì mình nhích thôi, không sao hết trơn á. Thích thì thích đó. Nhích không đâu? Dám, không dám nhích đâu. Sao kỳ vậy? Mày nhìn đi. Sao? Bây con giờ Sáu bao nhiêu tuổi rồi? 50 hơn. Có cần mày la lớn gì không? Không, nói nhỏ mà con đâu có nói 60. 51. Đó, 51. Cho nên tới bây giờ vẫn còn ế chổng ế chơ, thấy không? Trời
Trời đất ơi. Bởi vậy mang cái tên là Sáu cô đơn tới giờ luôn không thấy nha con. Thiệt đó, con thương cảm cho Sáu hết sức luôn á. Buồn lắm á. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Mình mạnh mẽ lên, mình là người phụ nữ mạnh mẽ. Bây giờ làm sao? Nhiều lúc cũng... Thèm. Chạy nước miếng, chạy nước miếng. Nhỏ này. Nói bậy bạ. Ý là con nói là nhìn hoàn cảnh của con là Sáu thèm chảy nước miếng á, chứ không phải là nhìn con. Sáu không mấy gì đi, con thấy vậy nè, ở những cái nơi mà người ta phát triển á, người ta cởi mở, người ta thoải mái, người ta thoáng, thì người ta sẽ có cái bây giờ mình gọi là hiện tượng không đúng, mà mình gọi là một cái sở thích thì cũng không đúng, nhưng mà người ta sẽ có những cái ứng xử gọi là một đêm, đơn giản năm na sẽ gọi là tình một đêm. À, nhưng đó là những nơi phát triển, những nơi phồn hoa đô hội, những nơi có đèn nhiều, những nơi ánh sáng tỏa ra. Nhưng mà ở đây mình là ruộng là giường, thì mình tốt nhất là ruộng một đêm, giường một đêm, hoặc là ao một đêm. Trời ơi! Một... Ê! Cái gì? Nói vậy, mày làm cái chuyện này ở ngoài bờ ruộng á hả? Chứ gì nữa? Trời ơi! Mày làm ở bờ ruộng nào mà chỉ sao coi? Trời ơi! Ở dưới quê mình á, Sáu thấy không? Nè! Ruộng nè, vườn nè, lùm nè, bụi nè, ao nè, hồ, thiếu cha hay gì? Không có thiếu chỗ nào hết, nhưng mà hơi bị muỗi cắn một chút nha. Chứ không mấy mình dắt về nhà ông già cạo đầu con sao đâu có được. Mình trời ơi, con nhỏ này nó thông minh thiệt đó chứ. Trời ơi, nghe con nói mà ruộng rồi bờ ao rồi bụi chuối rồi. Trời ơi, người tứ này nghe nó. Phải, chạy nước miếng nữa. Không ai vậy đi. Mày biết ai á? Cha nào á? Mày làm mai cho Sáu đi. Này hơi căng à. Đó. Cái này con phải biết cái gu của Sáu làm sao. Với lợi con sợ là Sáu yêu cầu cao quá thì ở dưới quê mình không có người nào xứng tầm luôn á. Trời ơi, tự nhiên nó đưa tôi lên mây luôn kìa, xứng tầm nó mới ghê chứ. Không, tại vì nếu mà 50 mấy tuổi mà vậy là ok quá rồi mà nếu... Nói nghe nè, Sáu thì lớn tuổi rồi đó. Cho nên cái tiêu chuẩn á, Sáu cũng hạ thấp xuống. Chứ mà mình nhìn cao quá thì ai mà nhìn tới mình. Đúng đó. Ông bà người ta nói là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hay quá sao rồi, sao biết đao giá xuống là tốt. Tốt, tiếp ta. Đau lắm luôn á. Yêu cầu làm sao nè, liệt kê. Yêu cầu á là người đó là phải khỏe mạnh nè, đẹp trai nè, rồi à, chịu chơi nè. Yên tâm, ở dưới quê mình là phải nói thật sự là giường thiệt, ao thiệt, hồ thiệt, mà ruộng thiệt, nhưng mà rất chịu chơi. Đúng rồi. Nói về mà đẹp trai là xứ mình đầy, mà lực điền thì thôi vô số kể, tại mình làm ruộng mà. Hả? Yên tâm. Nhỏ hơn Sáu xíu vậy. Nhỏ hơn Sáu xíu à? Chứ cỡ Sáu ông nào cũng có vợ có con hết rồi, làm ông nội ông ngoại hết rồi. Tuyệt vời. Được. Nãy giờ là thấy là yêu cầu của Sáu rất tuyệt vời luôn. Vậy hả? Rất là thích hợp để đi lên trển chọn nha Sáu nha. Lên thành phố hả? Không, lên thành phố là Sáu bích cửa rồi. Chứ lên đâu? Lên trển á, lên trời á, dạch mấy đám mây ra tìm nha. Cái con này nãy giờ nói cũng như không à. Nhưng mà dù gì Sáu cũng ngưỡng mộ con lắm. Đúng nha. Uống hết đi. Ngồi yên đây nha. Dạ. Sáu đó sẽ tặng quà cho con. Tặng quà? Uống qua ly nước cam mà tặng quà. Đây. Yên tâm. Nước cam nha, không tính tiền luôn. Từ đây về sau qua quán Sáu uống miễn phí. Bởi vì con là thần tượng của Sáu. Sáu. Đây. Quà nha. Gì trong đây vậy? Mày nhìn đi, hỏi gì? Không phải, ý là thấy nó kỳ quá. Ví dụ như quà người ta phải gói lại chứ đâu mà để thề lè vậy mà. Ê! Sao mà... Ủa, cái ngon, nha. Ủa, cho con đồ nít làm gì mà sao nhiều vậy? Thì để đẻ em bé chứ làm gì, con này hỏi vô duyên à. Ủa, Sáu. Cái này còn mấy đứa chứ đâu phải một đứa đâu Sáu. Hai cái bình sữa luôn nè. Hai đứa. Cái gì? Hai đứa. Ý là sao nó còn đẻ hai đứa song thai hả? Không, con một đứa. Ở đâu đứa nữa? Thì con cứ giữ đi. Biết đâu mốt Sáu cần sao? Hả? Thì vậy mới độc lạ chứ. Con một đứa, Sáu một đứa. Trời đất ơi, Sáu ơi, 50 tuổi rồi. Trứng quá thạch rồi. Tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi phải không? À, dạ. Sao? Cái gì vậy? Ta đang ngủ ngoài kia ngon mà tự nhiên bắt vô đây chi vậy? Mày là một cái thằng chuyên môn dụ dỗ gái, thấy không? Con mà... nhỏ nào mày cũng dụ hết trơn hết rồi. Mày không chừa con gái của tao ra,
con gái tao là con hồng mì vụ, nó có bầu bây giờ mày quất ngựa tri phong phải không? Ông đừng nói bậy nha. Tôi quen với nó đâu có đụng đã đụng chân gì nên làm gì có bầu. Nè tao nói cho mày nghe, không có thằng ăn trộm nào mà nó khẳng định nó là thằng ăn trộm hết trơn hết rồi á. Bây giờ mày làm con gái tao có bầu bây giờ mày tính sao? Trời ơi là trời. Ý ông bắt tôi về đây để mà ông ép tôi để mà lấy con gái ông hả? Tôi nói rồi, tôi không có đụng gì tới hết, ông có bầu. Không có bầu, bầu đâu phải của tôi. Ê, tôi cần đụng tay đụng chân, nến mày. Không cần đụng tay đụng chân gì hết trơn hết rồi. Mày dùng thứ khác để làm cho con tao có bầu cũng được vậy đúng không? Là cái gì? Mày tự hiểu. Bữa nay mà bây giờ cho mày một cái cơ hội nè. Có nghĩa là bây giờ mày phải sống với con gái tao ít nhất là 3 năm. Sau 3 năm đó tao sẽ cho mày làm đám cưới với con gái của tao. Cái gì? Lấy con gái ông hả? Ừ. Sao? Bất giỡn đi. Tôi không có lấy con nhỏ hồng thịt heo làm vợ đâu. Trời ơi, nó như con eo quái vậy đó. Nó như con trâu nước vậy đó. Lấy nó về hả? Không dám đâu. Mày tưởng mày đẹp lắm hả? Mày chê con gái tao là yêu quái rồi giống con heo nước hả? Không biết đẹp hay không nhưng mà tôi thấy tôi là độc lạ nhất ở cái xóm này. Mày chối mày không phải là cái thủ phạm để mà làm cho con gái tao có bầu đúng không? Tôi không chối nhưng mà tôi không làm gì hết. Ông nói đúng rồi đó. Thằng này chứ mày chừng. Đó chứ ai? Nãy giờ tôi dò trong đây nè. Là con Hồng từ năm 18 cho tới năm 30 tuổi là quen tổng cộng 81 thằng. À. Thằng cuối cùng á là... Mấy thằng? Bao nhiêu thằng? 81. Trời ơi. Cái thằng mà ít nhất là một ngày. Cái thằng nhiều nhất là 8 tháng. 8 tháng là thằng cuối cùng lần này nè. Nó đó. Đừng có mà ngậm máu phun người nha. Tôi với nó chia tay nhanh. Được một tháng rồi. Làm sao còn có bầu được. Gì đó. Chia tay rồi. Một tháng nhưng mà bầu của nó là 3 tháng. Cái gì vậy? Bầu 3 tháng. Không, tôi không có làm gì hết á. Cái bầu đó là của thằng nào á. Nè, mấy người khôn hồn, mấy người thả tôi ra nha. Thả tôi ra đi. Ha, không thả tôi ra hả? Nè, không thả tôi ra tôi thề nha. Có chuyện gì hả? Tôi thưa lên hả? Mấy người hả? Ở tù cả lũ. Trời nha, lúc đó bán hết tài sản. Con không đền được cái thân xác mà độc lạ của tôi đâu. Sao? Giờ sao? Có thả mày không? Mày dính được không? Sủa hoài. Ông, tôi nói thiệt, cái gia môn nhà mình bất hạnh. Sao? Tôi không hiểu làm sao mà đá ngọc cành vàng nhà mình nhìn cái thằng xứ múng như vậy mà nó cảm giác được để mà nó có bầu. Xứ múng lại gì? Xứ múng lại gì? Là mày đó. Là cà trớn á. Lao. Cà trớn, nó đại cà trớn, xứ múng lại gì? Trời đất ơi. Bây giờ không nói nhiều, vô lấy đồ nghề cho tôi. Chờ chút. Đúng rồi, mấy người nên lấy đồ nghề ra đi. Cắt dây thả tôi ra. Còn ông thôi, tôi thưa là một cái là kể như cả nhà phải bị chu di tám tao. Cái gì vậy? Cái này người ta gọi là dao đó mày. Để làm gì? Mày tự hiểu đi. Mày đi ông, nó hơi lục á. Ông tính giết tôi hả? Ê! Mày xích ra đi. Ê! Trời nghe nhột quá. Bén chưa? Hơi bén. Nhưng mà tội thằng này không phải là tội chết. Đúng rồi. Tội nào đây? Không phải tội chết. Tôi có làm gì đâu. Chắc chắn là tôi bị mọc sừng. Chắc chắn là tôi bị mọc sừng. Ai ăn gốc tôi đổ vỏ. Rồi, yên tâm, mày không có chết. Tôi mệt quá. Mày chỉ bị thiến thôi. Cái gì? Thử coi bén chưa ông. Đứng im mày. Làm gì? Xin một cọng tóc. Chi? Thử dao. Sao ông lấy tóc ông đi? Mày nhìn coi tao có mà. Tao còn. Tao trước quốc mà. Mày còn một nhúng, nghe không? Xin một cọng thôi mà mày khó quá. Thử dao rồi lấy tóc tao. Tiếc quá trời, trời. Ông bóc nhiều gì ông nội. Tạm được. Nói chung là tạm được. Phun rượu đi bà. Trời ơi. Trời ơi. Sao vợ chồng ông bà xong kiếm hổ bích quá vậy? Bén thì cắt một nhát. Mà không bén đó thì nhây hồ nó cũng đứt, toàn ten cũng được. Yên tâm, cái này ngọt lắm. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Một. Hai. Đừng. Và kính lại tổ nghiệp. Hôm nay con sử dụng cái vật gia bảo này chính là con dao con mổ heo mỗi ngày. Bây giờ hôm nay con xin phép để con được thiến thằng này. Ê! Tụi ơi, đừng cho tụi ơi. Bởi vì nó cũng giống như con heo. Tụi ông giống heo. Tụi ơi, đừng cho tụi ơi. Ông thiến. Yeah! Chưa mà. Chưa.
Vậy tôi tưởng nó bé quá, nó ngọt quá, cắt không mày. Tao hỏi mày một lần chót, mày có chịu lấy con Hồng con gái tao làm vợ hay không? Nhưng mà cái bầu đó đâu phải của tôi đâu, bắt tôi lấy kìa. Xử luôn. Nó chửi đúng không? Bây giờ không có nói nhiều. 1, 2, 3. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Vậy mà dễ không? Tôi đồng ý lấy. Vậy là dễ tính rồi. Lấy con Hồng thịt heo mặc dù đó không phải là bầu của tôi. Nói chuyện đấy là được rồi. Tía ơi, má ơi. Dạ? Trời đất quỷ thần ơi. Tía ơi. Cứu, cứu. Dạ tía. Cứu, cứu, cứu. Cứu cái đầu. Ủa, ủa. Xí, xí. Gì vậy? Ủa, mà làm gì ồn quá vậy tía má? Thiên, thiên, thiên. Thiên. Mà mở dây cho nó đi. Nó chịu, nó chịu. Nó làm cho bay có bầu thì bây giờ là bắt nó phải cưới vậy. Cái chuyện về chồng con bay là tí tía má luôn hết rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Tháo dây đi, tháo dây đi. Nín mày. Không. Ủa, chịu cưới rồi mà. Không. Tía má, con không có chịu lấy cái thằng lùn ma tử này đâu. Ê, ê, cái gì kỳ vậy? Nó làm cho con có bầu mà. Cái bầu mày của nó, mày phải lấy nó chứ. Kệ nó, mà con không thích lấy nó. Bởi vì nó là một cái thằng rất là ti tiện, keo kiệt, bẩn xỉn, mà đã vậy nó còn tàu bại nữa. À, là sao? Nói chung là con muốn thiến cũng được, nhưng mà con nói túm lại là con không có bầu với nó. Đúng rồi. Ủa là sao? Nghe chưa? Nghe rõ ràng chưa? Không cái phải là vậy? Không phải là bầu của tôi. Không, mấy người đụng đến tôi hả? Tôi thua cả nhà mấy người luôn. Má xích qua đây, má xích qua đây. Tôi thua. Mày chết luôn nè, sầu sạo tao hả? Không có bầu là sao? Nói cho rõ coi. Con ghét thằng này, con quen nó 8 tháng rồi. Mà cái tánh của nó lúc nào nó cũng me me, nó đòi ăn con hết. Nghĩ sao vậy? Nhiều lúc con nói thôi kệ, mình cũng lớn rồi, quen bồ cũng nhiều rồi, mà chưa bao giờ mà thử cảm giác vượt gào nó như thế nào. Khôn thấy mẹ luôn, nó có cho đâu mà thử. Trời, nghĩ sao vậy? Nhìn cái bản mặt là biết rồi. Nhiều lúc cũng muốn thử lắm nhưng mà thấy ghét lắm, thèm thử nè. Với lại nó nghe nè, ê lùng má tử, mày có thấy là mỗi lần mà tao với mày hẹn nhau ở ngoài đồng á, cái ở trong mấy cái bụi cây á, nó cứ dập dìu phập phèo, rồi nó cái đung đưa rung qua rung lại, mày biết đâu đó ai đó không? Chặt chó đó. Chặt chó đó. Tía với má tao đó mày. Nghĩ sao tao mày có bầu được, mày điên hả mày? Vậy rình quá làm sao con đã có bầu được? Thế mệt quá mà con nói thiệt nha, mắt ngộ ghê á, tía má cũng ngộ, mà nguyên cái xóm này cũng ngộ, nguyên ngộ cái xã này cũng ngộ. Ngộ cái gì? Người ta chỉ muốn có bầu, muốn làm mẹ đơn thân thôi mà cũng khó khăn nữa, còn mày nữa. Bực bội, không có làm ăn được cái gì hết á. Có làm mẹ đơn thân mà làm cũng không được. Là sao? Thiệt tình nè, bây giờ con phải vô con nói rõ cho ba má nghe coi sự diễn là như thế nào. Đúng rồi, nói cho rõ đi là cho ông bà hiểu cái bầu đâu phải của tôi đâu. Rồi ê thảo ra chứ không thịt heo ông già hơi. Trời ơi sao kỳ vậy? Quên làm cam chịu à? Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Trời ơi là trời, đẻ nó ra làm con trai chi, bắt lấy vợ chi, giờ khổ. Tại em đó nên duyên mình vợ gian, cạch bầm bầm chen. Em nào mong mơ quyền quý cao sang, chạch bầm bầm chạch. Cái gì đó ông già? Sao vậy? Cái mặt ngoài sao vậy? Trời ơi, sao tự nhiên giống như bị mèo quào vậy? Mèo nào mà quào? Chứ ai quào? Thì em bữa đó nhậu xỉn về, tối nằm ngủ cho chết. Vợ nó khiều, sao làm ăn gì được đâu. Tự nhiên nổ quào lên, nó quào đầy mặt đầy mai nữa. Bởi vì cũng tội nghiệp cho con vợ, bây gặp cái thằng chồng tối ngày chỉ biết nhậu nhẹt, không quan tâm tới chuyện hạnh phúc gia đình gì hết trơn á. Trời ơi, tội nó lắm, dữ lắm á, tội á. Phải rồi, nếu mà không biết quan tâm đến hạnh phúc gia đình thì tôi đâu đi làm kiếm tiền mà lo cho nó. Lo cái chuyện đó là lo cái chuyện ăn uống sinh hoạt hàng ngày, còn cái chuyện vợ chồng hạnh phúc là phải biết thường xuyên trao đổi với vợ mình, hiểu không? Thôi chú nói hay quá, chú lo bản thân chú đi kìa. Rồi hiểu luôn ha, con mắt dễ thương quá. Rồi. Đừng nói với con là mắt đó là mắt thức đêm rồi bị thành cú mèo nha. Không phải, cái này là tối hôm qua
coi như là xỉn quá rồi, coi như là không có biết trời trăng mây nước gì hết trơn á trời, cho nên bả là đi đụng bả vậy thôi. Trời ơi, chứ vợ chú nghe, chú nói mà hét một cái là ra lửa luôn á. Phải rồi, ai hét ra lửa? Chú hét ra lửa rồi bả thổi cái là cái lửa tắt mất tiêu luôn ha. Không có, cỡ bả mà chú rầy một cái là phải chú biểu đứng là đứng lạng hoàng, cãi lời chú là chú bẻ cái là gãy cổ luôn á, giờ ăn chơi hoài. Thôi mà, trời đất ơi, dương oai diễu võ hoài, ai mà không biết đâu ở đó mà tào lao. Bây giờ tôi đang nản nè. Nản gì? Nản là tại vì cuộc sống của mình đang rất là phong luôn, rất là thoải mái. Tự nhiên bây giờ cuộc sống là bị gò bó, cái gì mình cũng phải làm, cái gì mình cũng phải lệ thuộc, cái hở chút cái gì mình cũng phải sợ. Ủa, mà mình là đàn ông mà, làm gì phải sợ, trời. Mừng cho cái sự lệ thuộc đi. Coi như là bây giờ mình phải biết làm sao để mình thay đổi lại để cho vợ mình nó nể mình, đó là vấn đề cần phải nói. Ồ, nay ngủ ha. Sao ngủ? Nay đổi chiêu qua nước xuống luôn hả? Nhìn kỹ đi. Đâu được rồi. Trắng trắng, nhưng mà không phải nước xuống đâu, hửi thử coi. Ừ, trời gan vậy. Đó, chiêu là nằm ở chỗ này nè. Hay vậy? Thay vì mình để chai rượu thường xuyên, bà thấy đúng không? Bây giờ mình đổ nước trong cái bình này ra, mình chế rượu vô, mình đi trước mặt bà không tưởng mà hỏi uống gì? Nước suối. Bà thấy hiền, bà để cho coi cho cầm vậy đó. Mà cái này phải công nhận là chú cũng lì thiệt đó nha. Sao không lì mày? Là chú cũng can đảm chứ mà. Chứ còn gì nữa? Mà nếu mà chịu chơi vậy mà bắt gặp là cũng hơi bị căng lắm ha. Ừ. Nhưng mà tôi là cháu chú, tôi đâu thua chứ được. Mình uống như vậy là làm sao mình đông đo được, thấy không? Đây. Uống khang được rồi. Bậy, thấy không? Đó, đây, nè. Trời ơi, làm như là hửi được cái mùi hay sao ta? Trời đất ơi, chú cháu nhà mình nhậu bao nhiêu lâu rồi mình phải hiểu được cái tâm tính nhau chứ không? Hay. Bây giờ chú ly nè, chú ly nè. Rồi. Đó, là chú đất đi. Chú là chủ là chú sau, còn con là khách là trước đó. Rồi. Vô. Khoan, từ từ. Rồi, đây. Khoan đã. Gì nữa? Vợ đâu có nhà đâu, có không? Nó đang ở sao? Mà rồi nó đang ở sao? Bây giờ mình ngồi trước này là nguy hiểm. Không sao. Đừng có bài biện chi cho nhiều hết. Cứ nói là mình uống nước suối tại mình thèm rượu và mình uống nước suối. Ừ. Nhớ nghe. Vô cái nước suối đi. Trời ơi, nó đã. Mà dòng cái thứ mà ngồi kiểu vậy nè, mà rượu đế mà nó ngon vậy nè, là mình phải có khô cá đuối. Đúng rồi, làm gì bây giờ mà có khô cá đuối được. Ê, mà cái dòng uống lén nó ngon gì đâu á. Ngon chứ, để mà mình đáp lại cái tấm chân tình của nhau á. Mà nếu mà không có cá đuối thì nó hơi bị lầy, nó hơi bị giống thì như thiếu cái gì thiếu đúng không? Ờ, đúng rồi. Trời, giỡn hoài. Trời ơi, có chiêu luôn đó, hay quá vậy. Chắc chắn là tôi thấy thế nào mà thấy tôi than giảng chút xíu là có bạn mặt của chú ra. Mà chắc chắn là nếu mà chú ra là chú phải mò qua đây. Đúng rồi. Mà chú mò qua đây là chắc chắn là phải có rượu. Đúng vậy. Mà nếu có rượu mà không có mồi là đâu có được. Đúng luôn. Đó, tôi chuẩn bị sẵn này nè. Đó. Nhưng mà hơi lạc lẽo chút nha. Không sao. Lạc lẽo phải không? Ừ. Muốn chấm không? Ừ. Tao đem sẵn luôn, tao biết thế nào không có chứ bộ. Đó. Trời đất ơi. Ơi cô có đuối chấm mắm mè. Trời đất. Sư phụ. Trời ơi, ông đúng là sư phụ. Tao trẻ, tôi cảm ơn. À, hay quá. Làm hết hồn hoài. Bây giờ tôi nói thiệt với chú một điều nè. Cái mình gì? Bây giờ mình phải tìm cách để mà mình triệt để. Bây giờ con có cách gì không? Mình không sợ vợ nữa. Đúng rồi. Đây, bằng cách này nói mình ra gặp thẳng ngay con vợ mình đó. Gặp thẳng ngay nó, chỉ vào trong mặt nó. Chỉ vào trong mặt nó. Ê con tiện tay, con tiện tay, bữa nay tao muốn nhậu. Bữa nay tao muốn nhậu được không? Được không? Nếu nó nói không, nếu nó nói không, mình nghỉ nhậu. Cái gì với ông nội? Trời đất ơi, con tệ lắm. Con tưởng cái cách của con hay cuối cùng là cách con dở ẹt. Chú nói với con à, dạ, nếu mà chú chỉ thẳng vô mặt vợ chú mà chú nói chú muốn nhậu, nó mà cãi lời chú giả vô mặt nó liền, lấy cái ly cầm sẵn chọi vô mặt nó luôn á, đừng có giỡn mặt với chú. Hay quá. Trời. Ơi, vậy chú nói xong rồi chú uống. Không, để xuống. Không thì mình uống mà. Tiếng yêu gió thổi đầu non, muốn gài đổ nhậu mà. Ai sao kìa? Hay quá ha. Xoay qua đây. Đó, có tin là đi. Tôi dậm một cái nó thành con gấu trúc luôn không? Hả? Phan đi, cái chai nè, có sẵn nè, đó, ly nè. Hay quá. Mày. Nói xấu vợ chứ cố vô.
Không sợ bà. Ngồi dưới đất mà nhậu được luôn mới ghê chứ. Đó, không có nhậu rồi nha. Cái này là không có nhậu à. Ừ. Chứ làm gì? Nước suối nha. Nước suối. Bây giờ không tin được cái chai nước suối đi cho. Nè, nước suối nè. Đàng hoàng đây nè. Cái gì? Khoan, chưa, đưa đây. Đưa cái chai ra đây. Cô đưa đây con. Mắc cười quá. Nó nói chai nước suối, không tin phải không? Lấy ly nụ đi. Nè, lấy ly nụ thử ra coi. Kìa, đưa cho vợ mày nó uống. Không có nhậu nha. Sao mình? Ổn không mình? Ổn chứ. Trời ơi, uống nước suối mặn với khô. Trời ngon ơi, nó mà. Ngon lắm hả? Ngon, lâu lâu Tào Tháo dí chút xíu thôi à. Nè, ăn miếng khô đi. Hả? Ăn miếng khô đi em, đút nước suối cho uống. Ngon chắc khỏi đi. Ông đừng có giỡn mặt với tôi nha. Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Đau. Bể rạc không? Nè ha. Sao? Sao nghĩ làm sao mà đi nói như vậy mà mình tin hả sao? Trời ơi, nghĩ làm sao mà ở xứ mình mà đi chơi sang mà uống nước suối, nước tinh khiết, đồ này nọ làm ghê. Wow, cái nướng con mực ngon. Sáo cho con mượn cái hộp quạt đi, con tưới, con rưới. Ê, cái gì vậy? Trời ơi, không cho nhậu rồi làm dữ rồi nãy giờ tôi uống được miếng nào đâu. Uống không? Thôi, trời ơi, đó là đổ đi, chẳng thà đổ vậy đi. Ê. Đi cái gì? Thôi. Đi về. Tôi đá vào lá cái rồi dập bây giờ. Ê, hốt ba cái này vô trong nhà nằm sắp đó chờ tôi. Trời ơi, nhìn thấy chán. Vô trong đó đi, đừng quỳ gối chờ tôi. Chồng con gì đâu mà dạy khó dễ sợ luôn à. Mốt có con sao dạy. Trời, nhìn hai người này thấy chán thiệt á. Đúng là hết thuốc chữa mà. Cái gì tao nghĩ chút xíu mà cũng khóa tao nữa là sao? Cái đường thênh thang mà tại sao không đi? Trời ơi là trời. Ô, anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm. Yêu con mẹ già. Hồi đây gặp cô gái nè. Dậy. Ba. Bữa nay dám chê tôi là con mẹ già nữa ha. Không có, bà nghe cái gì vậy đó. Tâm giấc mơ, tao ngủ, tao nói tầm bậy vậy thôi chứ đâu ai chê bà. Làm gì trẻ lắm vậy. Bà ở đây xíu đi vô kia làm tiếp nha. Làm cái gì? Đừng có xạo xạo. Đi ra đây ngủ vậy đó. Trời, anh ngầm ngủ chút xíu bà làm thấy ghê quá. Thôi kệ đi, về tôi tạm tin là ông làm đi. Thôi, nghỉ tay ăn trưa. Nè, bữa nay bà cho tôi ăn cơm mấy món gì vậy? Cá lóc nướng trùi. Wow, trời ơi, cái món này nó đã lắm ha. Cái này mình là... Trời, có rượu nữa hả? Có rượu nữa coi. Nè, uống đi nha. Bình thường tôi đâu có biết uống rượu đâu. Bữa nay tôi chơi với ông tới bến luôn nè. Bởi vì ông sắp đi xa. Đây, xong. Tôi đâu có đi đâu, không có dự định cái gì hết. Cái đội đang ngồi trước mặt bà này nè, đâu có đi đâu. Đi xa là đi xa mãi không về đó. Hiểu không? Đi luôn á. Đi đoàn tụ ông bà đó. Có uống mà sao tự nhiên bà sai bà nói bậy bạ gì vậy? Thôi uống cái đi rồi tôi kể tiếp cho nghe. Chuyện này vui lắm. Vô. Rồi. Dạ. Trời ơi, nó tê cái lưỡi. Tôi đã. Vô cái nữa đi, vô cái đi. Cái nữa. Tôi tập uống rồi để mốt không có ông ở nhà tôi còn uống được với người khác. Ăn có thể ăn bậy mà nói không nói bậy được nha. Uống với người khác là uống cái thằng nào hả? Uống thằng nào? Không nói bậy được nha. Ủa, đâu phải thằng mới biết uống rượu đâu trời. Trời, phụ nữ ở làng mình thiếu cha gì người biết uống rượu. Uống cho đã thèm ha. À, đã thèm. Cảm ơn ba má ở trên trời linh thiêng. Đặt cho con cái tên Sang mà con nghèo suốt mấy chục năm nay. Bây giờ chắc chắn cái thời của nó tới rồi hay sao. Tự nhiên bây giờ là, bữa nay là vợ con đưa cho con uống rượu này cái nọ nữa. Con kính ba má. Sắp sửa giàu rồi. Nhìn cái mặt ông á, tôi thấy hạnh phúc hơn xưa ông gặp tôi luôn. Chứ còn gì nữa. Cuối cùng mê rượu hơn mê vợ đúng không? Có thể nói là như vậy. Uống nó đi, uống nữa đá, hả? Uống cho đã đi. Uống cho đã đúng không? Lại kêu ai? Kêu ông bà, ba má hả? Sao ông kêu luôn cửu quyền thất tổ? Gì? Sắp đi gặp nguyên một họ luôn. Ôi bà vừa phải thôi nghe bà. Tự nhiên nãy giờ tôi thấy bà nói bậy nhiều rồi đó nha. Bà đem rượu, bà đem cái mồi đó. Tự nhiên bây giờ bà trù tôi chết là sao? Mà chù chồng chết gì không hiểu nữa. Chứ bà mới vừa nói đó. Bây giờ tôi hỏi ông nè. Hỏi. Ông sắp gặp ông bà và ông giải rồi mà ông thèm rượu như vậy thì là vợ tôi thương ông, tôi phải cho ông uống cho đã để ông đi, ông không có quán trách gì tôi. Chưa mà tôi làm gì mà mới còn nhông nhỏng gì mà tự nhiên mà có gặp ông bà là sao?
Bây giờ nè, bình thường là tay chân ông á, nó đâu có bị gì đâu đúng không? Đúng rồi. Mà dạo này á, nó hay bị rung gì nè đúng không? Nó rung gì nè đúng không? Đúng. Mà ông đâu có ăn chân gà đâu, ông đâu có thích chân gà đâu, đúng không? Đúng. Nó rung là tự dưng có cái bệnh ở trong người. Ủa, rung là có cái bệnh hả? Thì đó, bác sĩ nói. Bác sĩ nói? Ừ. Ủa, tôi đâu có đi khám bác sĩ đâu mà bác sĩ nói tôi. Ông không đi khám mà tôi đi khám. Mắc cười, bà nói chuyện tào lao. Tự nhiên bà đi khám bác sĩ rồi bác sĩ nói tôi bị bệnh là sao kỳ vậy? Này, đi khám cho tôi. Xong rồi tôi mới nhờ là khám cho ông. Cái ông hỏi là bà có đem hình theo không? Cái tôi nói dạ có. Tôi lấy điện thoại ra, có hình tôi với ông ở trong đó đó. Tôi lấy cho coi. Bác sĩ có bác sĩ phán là trời, nhìn cái người này là sắp đó, là mình có bệnh gì vậy má? Không tự nhiên bác sĩ rồi lấy hình trong điện thoại ra coi, tự nhiên nhìn cái hình rồi đoán ra bệnh là sao? Chưa hết đâu, cuối cùng ổng coi hết những thứ đó, ổng còn hỏi tôi một câu vậy nè. Bây giờ á, bà về bà theo dõi chồng bà, nếu mà ổng có những cái biểu hiện này là coi như ổng sắp đi chầu Diêm Vương rồi. Biểu hiện gì? Là tối ngủ đã dặm đúng không? Thì có, nhưng mà bà đừng có đi nói tùm lum mắc cỡ chết luôn á. Trời ơi, nhìn cái mặt ông kìa. Cái mặt sao? Hai con mắt kìa, vàng khè luôn á, vàng như củ nghệ luôn á. Đâu, dở chân lên tôi coi. Ôi trời ơi, thấy ghê quá. Trời ơi, giống như bị hủi vậy đó. Cái gì vậy má? Cái tự nhiên có bị hủi gì nữa đây? Trời, cầm cái ly mà rung luôn kìa, thấy ghê chưa? Thấy không? Thì nó có rung, có rung chút đỉnh. Thấy không? Sắp chết rồi, vậy là đúng như bác sĩ nói rồi. Bà nói thiệt đi, bây giờ bác sĩ nói là tôi còn sống được bao lâu nữa, bà nói thiệt đi. Bệnh của tôi bác sĩ nói trúng hết rồi, bà nói thiệt đi, tôi rất là sợ đó, bà hiểu không? Cái gì đâu mà làm quá vậy, trước sau gì cũng đi. Bây giờ người ở trong người là rượu đầy hết rồi, có bỏ được đâu. Hôm nay ông nói tuần lễ ông không nhậu chứ tôi thấy ông cũng lén ông nhậu hoài. Bữa nay tôi đem ra cho ông uống cho đã, hiểu không? Rồi đi mới mốt khỏi quán trách, rồi tôi chăm sóc tới nơi tới chốn luôn nè, đồ ăn ngon nè, món khoái khẩu nè. Nghĩa là bây giờ là nếu mà uống rượu thì là 1-2 ngày là chết. Đúng rồi. Còn nếu mà không uống thì từ sống được từ 1 tới 2 năm. Cả chục năm luôn không chừng á. Nên mà nếu ông bỏ rượu, mà tôi biết ông đâu bỏ được. Sao không được nè? Bỏ là bỏ chứ mắc mớ gì. Sao đổ uống vậy? Ông đó từng nói là rượu như là máu vậy mà. Giờ thiếu máu sao ông sống? Đúng không? Bây giờ ông tôi nói đây ông sợ ông bỏ vậy thôi. Một hồi không có tôi á là ông cũng giấu ông uống nữa. Ông lén ông đi uống nữa sao tôi biết? Khỏi. Tôi chợt nghĩ ra rồi. Hồi nãy giờ là bà rót, bà bắt tôi uống không đúng không? Bà muốn tôi chết sớm đúng không? Bà muốn tôi chết sớm để bà lấy thằng khác đúng không? Bà quen thằng nào? Bà nói rõ cho tôi biết coi thằng nào. Thấy không? Uống rượu cho cố vô, nó nhũng não rồi. Hình như là mấy ông học chung có ông thầy à. Uống vô xong hả là về quậy tanh bành, lúc nào cũng là nghĩ vợ là có thằng khác hết. Tôi hỏi bà tại sao nãy giờ bà không uống? Giờ tôi uống nè. Uống cho vui. Tôi nghĩ là bà không muốn chết vui đi cùng với tôi. Tôi đâu có điên trời, tôi biết uống rượu là hại mà, rượu độc mà, uống chi mình chết với ông để mình ông chết thôi chứ. Tôi thật sự không ngờ là con người của bà ác độc đến như vậy. Bà muốn cho tôi chết sớm lắm đúng không? Bà là một con ác phụ, bây giờ mới lòi cái mặt của bà ra. Sống với nhau biết bao nhiêu năm rồi, bây giờ mới lòi cái mặt của bà ra. Bây giờ tôi hỏi ông nè, ông có bỏ rượu được không? Sao uống mà được? Chết thì mắc mớ gì phải uống. À, vậy thì bỏ đi. Bỏ thì bỏ. Gì vậy? Gì vậy? Bỏ, nhưng mà bây giờ nó đang tới nữa rồi. Tới thì đi. Dạ, trời ơi, cái gì vậy? Cứ vậy hoài. Ông mà bỏ được tôi cùi liền. Nhìn thấy mấy anh chồng nhậu nhẹt, nhìn thấy quái trời đậu luôn. Bà ơi! Sao rồi? Chắc bệnh nặng lắm rồi bà ơi. Nó giống như cái Romine, không có kèm lại được. Trời ơi! Mới nhẹt hết trơn rồi nè bà ơi. Rồi, chắc luôn rồi. Vậy là bệnh nặng lắm rồi, tôi nói mà không tin mà. Ông không có sống 2-3 ngày nữa đâu nha. Không chừng tối nay ông chết á. Trời ơi, thèm nhậu quá đi. Trong nhà này làm gì có con nít đâu mà khóc trời. Tiếng con nít khóc. Vậy là tiếng con ai vậy? Mình làm gì có con? Trời đất ơi, cái gì mà từ tiếng con nít mà chuyển qua tiếng phụ nữ ghê vậy? Ai làm gì vậy? Nổi da gà. Ê! Trời ơi, bà đã đâu, đứng ở đâu vậy?
Trời ơi, vợ ông đứng đây mà ông làm giống như tôi là cái dông vậy. Ông làm à, ông làm thế ghê vậy. Không phải, em ra đứng ở nào anh nào biết anh nào hay đâu. Chứ anh ra nào tôi cũng có nào biết nào hay đâu. Anh có nghe tiếng khóc không? Tiếng khóc của con nít đúng không? Đúng. Giờ bà thèm tiếng khóc nít thì làm ơn bà qua nhà anh Trang Tương Sang bà nghe đi. Con nít mệt kìa, hai mươi đứa kìa nó khóc bệnh rồi qua bệnh nghe đi. Trời ơi mệt quá. Không 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 không, đó là tiếng khóc của một đứa con nít lai đàn ông. Còn tôi nè, tôi khóc đó. Ủa nãy là về là em khóc hả? Đúng rồi. Ủa cái tiếng nãy là cái tiếng, không lẽ tiếng của anh Trang Tương Sang? Ủa vậy không lẽ ổng bị cô vợ ổng nắm đầu đánh rồi giờ ôm mặt khóc với mình nít? Trời ơi đàn ông gì cái thứ gì. Bởi tôi nói không đáng mặt đàn ông. Nè bà Sáu á, đúng là cái thứ làm cho bất hạnh cái gia đình. Người ta làm cho chồng người ta bất hạnh, còn tôi mới là người phụ nữ bất hạnh đây nè. Thì đúng rồi, phụ nữ cái gì? Ủa ai làm cho em bất hạnh hả? Tôi chưa nói đến cái chuyện mà em cấm tôi nhậu 3 ngày nay. Tôi thiệt với em là tôi thèm rượu tới mức độ mà tôi nhìn cái ly nước uống thôi mà tôi tưởng tượng như là rượu luôn. Em tính đâu mà tôi buồn quá, tôi muốn cắm đầu xuống sông tôi chết luôn cho rồi á. Em vừa phải chết. Anh đừng có chết uổng, anh sống đi. Tôi mới là cái người đâm đầu xuống sông đó, tôi chết đây nè. Ủa làm gì? Ai mướn? Ai kêu? Không ai mướn hết á. Nhưng mà cuộc đời tôi coi như chôn vùi ở căn nhà này. Một cái căn nhà không bao giờ hiện diện tiếng khóc của trẻ con. Không chịu đẻ mà đâu có tiếng khóc trẻ con. Tôi lấy gì tôi đẻ? Thì có bầu là đẻ. Chắc tôi tự nhiên mình tôi có bầu được á. Tôi nói cho anh biết nha, anh là một cái người đàn ông, một cái người đàn ông vô sinh nè. Bà vô duyên nè. Bà đừng có vô duyên nha. Ê tôi là con một, tôi là con một nha, không có vô sinh nha. Tôi giờ nó mét ba má tôi nha. Hả? Thì đó, ông là một người đàn ông vô sinh, ông báo hại cuộc đời tôi phải chôn vùi ở đây. Đã vậy ông là con một, ông còn báo hại gia đình ông tuyệt tử tuyệt tôn, phải là mang tội bất hiếu không? Ê nãy giờ tưởng nó nói giỡn là tôi bỏ qua nghe. Cái gì? Nghe, tôi bỏ qua nghe, đừng bao giờ mà nhắc tới cái vụ đó nghe. Ê, con một trong gia đình mà nói tôi vô sinh là sao là tôi quạo nghe, tôi quạo nha. Cái này em nói thiệt, em mới đi khám bác sĩ hồi chiều á, bác sĩ nói với em á là em là người phụ nữ bình thường, cho dù có hơi mập một tí. Cái em mới nói chứ mập có ảnh hưởng gì tới cái chuyện sinh con không? Ờ bác sĩ nói không, cô là một người phụ nữ bình thường, cô có thể sinh con mà sinh con đàn cho đóng luôn, nhưng mà do đối tác của cô không có được bình thường. Ê bà đi khám nhà một bác sĩ tào lao rồi đây nè, đây khỏe như trâu nha, khỏe như trâu, ngày nhậu ba cử nha, cỡ mình tôi là mỗi một cử mà 2 lít là cưa đủ luôn. Nhưng bác sĩ nói với tôi á gì? Là cái trứng của tôi nó bị điếc là bởi vì do tôi hửi mùi rượu quá nên năm ra cái trứng của tôi nó xỉn theo. Lại tào lao trời đất ơi, làm gì mà hửi mà rượu tới mức độ mà trứng mà nó cái gì nó bị lép, làm gì có. Tôi tức ôi tào lao trời ơi. Nhưng mà người ta nói là bởi vì ông nhậu nhiều nên cái con lòng rồng của ông á nó bị cục cái đuôi, rồi cộng thêm cái trứng bị điếc của tôi nữa, năm nay tôi không có đẻ con được, ông hiểu không? Do nó không đúng thời điểm chứ làm gì mà cái lòng rồng mà không có đuôi làm sao nó bơi. Nhiều khi nó lăn thì nó lăn thì cũng phải có bầu, cũng phải gặp trứng chứ. Nó lăn không có lên dốc được. Trời ơi thì nó làm vậy đi thôi. Mình à, hả? Nãy giờ hai vợ chồng mình tranh luận vậy đủ rồi. À. Đưa tay ra cho em. Mình ơi, mình có thấy gì không? Tối thui. Đúng rồi, trời tối thui là trời đã về khuya. Trăng đã lên qua khỏi ngọn xoài rồi. Xoài. À. Đúng rồi. Mình à, hai vợ chồng mình ở với nhau một đêm nữa thôi. Đêm nay là đêm cuối cùng. Ngày mai em sẽ sang ngang rồi. Ôi da. Sang ngang gì mà? Sang ngang là sao? Hả? Ồ. Oh. Hả? Ê, vừa phải nha. Bắt đầu là tự nhiên ngán tôi phải không? Chán tôi bắt đầu là muốn đi ngoại tỉnh gì? Đêm cuối là sao? Rồi mai sang ngang là sao? Mình thông cảm cho em đi. Em phải sang ngang để tìm người có thể làm nở những cái trứng của em bằng những con lòng rồng có đuôi. Nha. Yeah. Vậy bây giờ nó rốt cuộc là sao? Là em sẽ lấy cái người nào mà có thể làm cho em có bầu đẻ con được, rồi em phải có con có cháu để gia đình em còn có cháu để bồng chứ. Vậy bây giờ tôi em dục ở đâu? Em đâu có biết. Em chỉ biết là đêm nay là đêm cuối cùng. Em vô nha, em chuẩn bị đồ mai em đi sang ngang rồi. Ê. Ủa rốt cuộc là tự nhiên bỏ đi thiệt hả? Hửi mùi rượu, trứng bị lép, rồng rồng không có đuôi. Không lẽ tôi vô sinh thiệt hả ta? Trời ơi, cái gì vậy? Đi nhanh lên.
lý gì rề rề với đàn bà vậy? Nè nè, tôi hỏi bà, bộ bà muốn tôi chết lắm sao bà tự nhiên bà xuống tôi đi bác sĩ gì cho lẹ dữ vậy? Bác sĩ chờ. Bác sĩ chờ kệ ta đó. Ê mà công nhận nghe, Phước ông cũng lớn ghê luôn á. Tối hôm qua tưởng đi mất tiêu rồi, là mua nãy chuối xanh thủ sẵn. Trời ơi, bà mua chuối luôn nữa hả? Thì bà muốn tôi chết luôn hả bà? Nhưng mà tôi nói Phước ông lớn, cho nên ông sống nhăn răng tới giờ này nè. Bây giờ đi lên khám bác sĩ coi làm sao. Mà chắc tôi nghĩ cũng không lâu nữa đâu. Thôi đi. Cái gì vậy? Bà ác quá. Chú Tư. Ê! Chú Tư ơi. Ê! Con thiệt đó. Đi ơi là đi. Gì vậy? Chú sắp chết rồi đi ơi. Chú sắp chết rồi đi ơi. Trời ơi. Sao gia đình chú bất hạnh quá vậy? Còn con. Con sao? Con bây giờ con đã bị vô sinh rồi. Ê! Mày bị vô sinh hả? Dạ. Con bị vô sinh rồi. Bây giờ là cái đám nồng nồng của con nó bị đứt đuôi hết rồi. Đúng là gia môn bất hạnh mà. Chú môn bất hạnh quá đi. Hồi tối qua bà mua mấy nãy chú vậy? Điên rồi hả? Một mình ông đi tôi mua cho ông thôi chứ. Sao bà mua một nãy mà phải mua hai nãy chứ? Để cho nó đi cho có bạn ở dưới mình. Tôi lẻ loi tôi lạ lắm. Không ai quen với tôi hết trơn hết trọi á. Mua cho ai? Mua cho con. Làm gì? Nãy chú xanh dằn bụng. Dằn bụng đúng không? Thôi, tao lao à. Chú đi, mình tự nhiên kêu con chi vậy? Đi theo ổng cho vui đi, mình nhậu chung. Tao bị vô sinh chứ, tao bụ ung thư gan, tao tự nhiên cái đưa tao đi theo. Vô sinh cũng chết rồi con ơi, vô sinh cũng chết. Nhưng mà, không, vô sinh đâu có chết. Vô sinh có thể chữa được. Nhưng mà, con nghe đó nghe. Ổng thì là ổng sắp đi rồi. Còn con á, con vô sinh rồi từ từ con cũng đi theo thôi. Bởi vì á, mày là bạn nhậu với ổng. Ghiền lắm. Thiếm, em chơi hơi lố rồi nha Thiếm. Chú Tư lên trên đó gặp bác sĩ nói không có bệnh lộn xáo. Yên tâm đi, em sẽ gian với ông bác sĩ rồi. Không mong anh cũng nghe nha, có gì đâu. Nếu mày nói thì sao mà thằng quỷ gì nó nghe. Nghĩ sao mà vô sinh. Tướng hai đứa bay mà sáp lại nó đẻ lúc nhúng thiệt luôn á chở. Nhưng vậy á mới sợ, để mà không nhận nữa. Để con ráng được thì con hù ổng nữa, để cho ông sợ nữa Thiếm ơi, bỏ luôn. Chả đang làm gì mà làm sao biết được. Tưởng mình uống trà đá. Ê, làm cái gì mà nắm tay nắm chân ôm ấp như bê đê vậy trời? Khát nước thì uống chứ cái gì đâu. Uống nước chứ trà đá. Hai nãy giờ con đứng con nói chuyện con cũng khát quá. Để tôi đi mua cái khác cho. Thôi đưa đây, vợ chồng uống chung có sao đâu. Đó. Trời ơi. Ôi ơi. Ây da, ây da, ây da. Dầu đó Tiến. Cái gì? Cái gì? Giờ này mà còn trời ơi. Trời ơi. Chết anh ơi, mà không sợ hả? Lỡ rồi. Trước cũng chết, sau cũng chết. Uống cho đã rồi chết. Trời ơi. Chẳng thà như vậy. Trước cũng vô sinh, sau cũng vô sinh. Uống cho đã đi rồi, sinh nó vô cũng không được. Không sao hết. Quyết định vậy đi. Vậy đi. Vô. Bỏ tay. Ê. Trời. Máu của người ta đó má. Trời ơi, sao kỳ vậy? Bất ngờ cái gì còn kỳ hả? Nè, ê, tiền của ta đó đúng là hết thuốc chữa. Hai Phương Nam vui lắm à nghe. Tư, bán con tô mì. Ủa, tự nhiên ở nhà không ăn cơm, tự nhiên khuya vậy đi ra ăn mì. Có, con đi giao điện thoại, xong thấy trễ quá với lại đói quá, thấy quán còn mở đèn cho nên vô con ăn mì luôn. Ngồi xuống. Dạ, cảm ơn Tư. Mời con. Ủa gì á, cái này, này Tư nấu cho ai mà nấu sẵn? Trời ơi, ta nói ăn cơm không có vô, tính nấu mì ăn cho đỡ đói. Mà thấy thôi, ăn cũng không nổi, thôi mày ăn thôi luôn. Thôi vậy Tư ăn đi. Ăn đi, Tư nói ăn thì ăn đi. Tư ăn không có nổi. Sao mà không nổi? Tư cũng khỏe hả? Khỏe, lúc nào Tư cũng khỏe hết á. Thôi ăn đi, trời nhiều chuyện quá, trời nhiều chuyện hoài luôn á. Vậy thôi con ăn nha. Ừ, ăn đi. Ăn lẹ gì à? Ủa Tư? Gì? Tiếng ai cười giống Hạnh vậy? Nó chứ ai. Ủa mà làm gì cười dữ vậy? Nghe đi lát hiểu. Trời ơi, tụi con phân nửa rồi. Hơn phân nửa rồi, tiền của tôi chết tôi rồi. Ủa gì vậy Tư? Hạnh ai mất gì vậy? Rồi thì... gì tiền bạc gì vậy Tư? Thì nó bị ma nhập.
Ma nhập hả? Nói chính xác hơn là ma ám. Ủa là sao Tư? Tự nhiên ma ma gì rồi tự nhiên sao ám là sao Tư? Ma tiền. Mà phải chi ma tiền mặt tao không tức. Ma tiền ảo. Là sao? Là tự nhiên người... À cái tiền ảo mà mấy cái tiền trên mạng á phải không ông Tư? Thì tao nghe nói là vậy đó. Thì đây nè, không biết là liên lạc với cái đám bạn mà chơi chung sao hồi lâu năm lâu đời gì đó. Cái ngồi bàn tán với nhau nói là chơi cái đó nhanh giàu lắm. Xong cái nhỏ này tin, cái đi lấy ba cái tiền tiết kiệm hồi lúc mà đi làm trên xã đó, được có nhiêu đâu, được mấy đồng, đắp vô đó hết rồi giờ mất trắng. Ui là trời, không có cái gì mà dễ dàng kiếm tiền vậy hết trơn á. Tự nhiên cái dễ dàng tin à. Con nói thí dụ bây giờ muốn bán vàng á là phải học kim hoàn, còn bán đất á học bất động sản. Trời ơi, rồi thí dụ như bây giờ là sửa điện thoại với con đi, phải học công nghệ, học kỹ thuật. Rồi bây giờ thí dụ muốn chơi cái tiền ảo đó là phải biết về cái công nghệ mạng, rồi cái tiền mạng nó như thế nào phải tìm hiểu. Chứ bây giờ không biết gì hết trơn, đưa tiền vô là mất trắng là đúng rồi. Thì đó, thì giờ mới ra nông nổi gì đó. Mất rồi, mất hết rồi. Tiền của tôi mất tiền rồi. Quá, biết sao không? Tư thì Tư nghĩ là nó bị ma ám. Thì đâm ra Tư mới mời cái ông thầy tới cúng cho nó rồi. Cúng giải trừ cái gì đó không biết. Cái ông đi về, cái Tư thấy nó cũng còn y như vậy. Cái Tư điện ông qua, ông mới nói là cái con ma này nó dữ lắm, ông không có làm cái gì được hết. Mà bây giờ là phải có một cái phương pháp mà giải trừ bằng cách là phải có một cái con ma giống như vậy, nó tới để nó gặp cái con ma mà đang ám con Hạnh á. Rồi hai con ma nó gặp nhau, nó mới nắm tay nhau rồi nó mới đi. Mà bây giờ Tư không biết tìm đâu ra con Tư ma. Tư nghe ông thầy nói đó, Tư nhức đầu không? Khó hiểu không? Tại cái chuyện đó là chuyện phi lý. Thời buổi này thời buổi gì tự nhiên còn ma cỏ vậy nữa. Ổng là muốn lấy tiền cho ông nó vòng vòng vậy thôi. Cái này là tâm bệnh Tư ơi. Mày tưởng tao ngu hả? Tao biết chứ sao không biết. Nhưng mà bây giờ không có còn cái cách nào chữa trị hết. Bây giờ phước chủ mai thầy giờ có kiếm được cái gì, làm cái chỗ bám díu vô thì Tư bám thôi. Chứ không lẽ để con Tư nó vậy hoài sao? Ơi, tự nhiên dính vô cái đó chi cho cổ thiệt tình. Thôi ăn đi, trời ơi mì nó nở thè lè ra hết rồi kìa, thôi ăn đi. Tao vô tao ngủ à. Ủa rồi con ăn xong rồi cửa này. Ăn xong để đây ha. Đi về. Tiền mai mốt tính. Quán này không ai dám lấy hết. Có lấy là lấy tao nè, hiểu không? Tao vô tao ngủ. Kiếm cách giúp giùm Tư. Chứ non về hoài Tư sống không có nổi. Mệt mỏi quá. Thôi nè cho ly nước. Ôi. Tiền ảo. Tấn ơi. Tấn. Cái gì cái thằng này lúc nào mày cũng vậy vậy? Chú Hai đâu? Chú Hai không có ở nhà. Trời ơi. Mỗi lần qua kiếm ổng là không có gặp. Nhưng mà có chuyện gì cái mặt mày nhăn nhó rồi mày nói gì vậy? Tao đang giải quyết một chuyện. Mà giờ chuyện không... gì nói đi, tôi giúp được gì tôi giúp cho. Mà nè, thấy quý quý lên vậy chắc chuyện của vợ con đồ này nọ phải không? Trời sao mày hay quá vậy? Chà, tao mà không hay chứ ai hay. Tâm lý lên. Bây giờ nè, không tâm lý gì chứ mà tao đang rối. Mày biết vợ tao mà, đúng không? Ờ. Sao tự nhiên cái nó đầu ly dị tao mày? Gì ghê là đầu ly dị dữ vậy? Ờ, không hiểu sao kỳ vậy? Sao hay là dạo này là bắt đầu là lén phén với là cô nào rồi chọc ghẹo chiêu trò rồi như nào với cung mèo mép nhỏ nào rồi xong rồi bây giờ sao con lại ông nội? Mẹ không biết con vợ tao nó giữ cỡ nào hả? Tao làm gì có vụ hay là gì? Chụp hình với nhỏ nào nữa đúng không? Có không? Con Thanh đó. Con Thanh ở bên Long Thành, nhỏ bạn gái cũ tao đó. Ờ. Nhưng mà trời ơi, cuộc đời tao bây giờ tao chỉ có vợ tao thôi chứ đâu còn ai khác nữa đâu. Thì cái này cái chuyện mà gặp gỡ rồi chụp hình giao lưu này nọ bình thường thôi chứ có gì đâu mà ghen. Mà có vậy thôi. Mày giải thích chưa? Giải thích rồi, tao nói rồi mà không phải là cái vụ đó. Chứ vụ gì nữa? Chuyện là vậy nè. Hôm bữa đó tôi nhìn thấy bà chụp hình đó rồi xong rồi cái ta tình cờ là tôi cũng không phát hiện nhiều đâu, nhưng cái anh cha đạo diễn á cho nói ê đực bộ lúc này vợ em nó mập ra hả, thì nói sao tôi về nó nói lại vậy. Trời ơi, nói cái gì mà nói thẳng vô mặt vậy? Vợ mình là ca sĩ, là gọi là người ta là làm nghệ thuật được nghệ sĩ đâu này nọ, người ta tự ái lắm, nói vậy sao được. Mình nói như nói thẳng vô cái nỗi đau của người ta rồi. Nỗi đau sao thì ông đạo diễn Trọng Trinh ông nói sao tao nói lại vậy chứ tao nói gì đâu. Trời ơi, mày không có tinh tế, không có khéo léo gì hết trơn á. Mấy cái vấn đề đó đừng nói. Ví dụ như thấy mập có không? Thì mình tự nói là đừng ăn này rồi. Cái mình nói nhỏ nhẹ rồi tự nhiên nói là em mập quá, vậy sao được. Ta ca sĩ mà.
mày bị tánh tao rồi chứ giờ tao nói sao nói vậy chứ tao cũng nghĩ là đó là công ăn chuyện làm của vợ tao, nếu mà tao không nói thì mai mốt ông không mời vợ tao nữa sao? Ôi, mày tại cái cách mày nói cục xúc quá, người ta tự ái mày ơi. Không phải, thì cái vụ đó tao xin lỗi rồi, quê rồi đi, còn mắc mớ gì đồ ly dị. Nó ly dị là cái chỗ này mới vô duyên nè, tao coi trên tivi á, nó quảng cáo vụ mà cái thuốc mà giảm cân á. Cái xong rồi tao nói em để anh mua cái thuốc này cho em uống cho em giảm ký nha, được không? Rồi cái tự nhiên vậy là khóc lên cái ly dị. Mày lại không tinh tế nữa. Cái kia là người biết là người ta là mập là người ta bắt đầu người ta buồn rồi, cái là nỗi đau của người ta rồi. Thôi dẹp đi, tinh tế gì, chuyện gia đình. Chứ bây giờ mày hỏi người ta bán thuốc giảm cân, em uống này vô đi, là coi như mày chê tao mập vậy còn gì nữa. Tào lao, mập thì vợ chồng nói chuyện mập chứ có gì đâu. Không cần phải nói, thí dụ bây giờ mình thấy vợ mình lên cân đúng không? Mình yêu thương vợ mình, mình mua sẵn đi ha, mình đem về mình để đó. Mua không cần nói luôn. Không cần nói, mua về đi. Em uống này tốt cho sức khỏe, đúng không? Giờ xong rồi mình sẽ có, nó làm cho mình ăn nhiều thức ăn mà có chất béo mà không có bị lên cân. Đó, mình nói vậy ngọt ngào lên. Có lẽ là nói giống như là nói nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng mà không được đụng gì tới mập béo gì lên đâu, phải không? Đúng rồi, với cái chuyện đó là người ta tự ái, nói tới người ta tự ái. Ông nói tới vụ này tao giận ông đạo diễn vậy mày. Ông đạo diễn á, ông nói sao vậy? Ông kêu em về em nói vợ em vậy đi. Em về em nói vợ em là lên ký quá mà mốt trời mà lên. Trời ơi, cái đó là người ta nói thẳng vô vấn đề cho mày hiểu liền. Nhưng mà mày không có tinh tế, ông tưởng đâu là mày về mày nói đàng hoàng, ai về đâu mày nói thẳng cục xúc vô vậy. Tao biết rồi. Bây giờ có cách nào mày nói mày giúp giùm tao đi chứ. Nhưng mà bây giờ nè, tao nói cho mày nghe, những người phụ nữ, đặc biệt là những người mà làm nghệ thuật giống như là vợ của mày đúng không? Ca sĩ mà. Thì mình phải vuốt ve. Đúng không? Mình phải tôn trọng cái cảm xúc của họ. Vuốt ve là tôi vuốt mỗi ngày rồi. Vuốt ve cái cảm xúc của họ. Rồi mình nâng niu họ, hiểu không? Mình phải làm cho bây giờ họ đừng có nghĩ đến cái bản thân mình đang xấu nữa, mình đang mập nữa. Mình phải giúp cho họ tự tin hơn. Nhà giàu có nhiều tiền quá cũng khổ. Bây giờ mới biết nhà giàu cũng khóc. Anh nói nhà ai già mà cũng khổ cũng khóc. Trên mạng nè, nó có câu chuyện thì vui lắm. Nói chuyện gì vậy? Kể em nghe đi. Đây nè, có hai cái vợ chồng này là cũng tuổi trung niên vậy đó. Giàu lắm, coi như là họ để dành tiền làm lụng đâu, để dành đâu được cũng 5-7 tỷ vậy đó. Sao mà mình vẫn coi như là không chịu ăn xài, cứ coi như là mặc đồ cũ, coi như là tới Tết cũng không mua đồ sắm, không sắm gì hết trơn á. Rồi nhà cũng không chịu cất lên gì hết trơn á, cứ để về ọp ẹp ở căn nhà có bốm ọp ẹp vậy đó. Hãy dột cái đầu là đắp cái đó, hãy dột cái đầu đắp cái đó. Mà cái tiền họ không làm gì hết trơn á. Ủa họ... sao kỳ vậy? Chủ yếu là cái kiểu mà họ giống như là để cái tiền đó họ dành, họ coi cho nó giống như họ ngắm tiền vậy đó, hiểu không? Ủa, em nghĩ là chắc là họ đang muốn để dành tiền, dành dụm để làm vốn. Rồi khi nào mà họ có đủ vốn mà kinh doanh làm ăn phát tài rồi họ sẽ xây một cái nhà to. Trời ơi, thôi mệt quá cô nương ơi. Nếu mà họ mà muốn để dành nhà, để mà xây nhà to đó, thì họ xây luôn cho rồi đi, chứ làm gì để dành làm gì. Còn đằng này á là họ để dành tiền để biết chi không? Thứ nhất á là họ đầu tư vô là chứng khoán, hiểu không? Mà thị trường chứng khoán á là có khi lên có khi xuống, hiểu không? Có khi lên có khi xuống, có khi lên có khi xuống đó. Thì bây giờ anh nói em á, cái đó là chơi như kiểu là giống như là chơi xổ số vậy đó. Em hiểu không? Đó, nếu mà buổi chiều hôm đó mà nó chỉ cần mà tuột xuống chút xíu là em thấy lo. Mà hãy nó tăng lên là em lời. Nếu mà anh nói em nghe nè, để dành tiền không mà không đầu tư gì hết á thì lại bị mất giá, thấy không? Càng ngày là thị trường bắt đầu lũng đoạn rồi. Cái gì mà đồng tiền mất giá là coi như em để mà không có không để ngân hàng, hay là em không em để tiền đó coi như bây giờ thí dụ tháng này là em để được 100 triệu. Rồi bắt đầu tới cuối năm coi như chắc anh xin lỗi, cái tiền mà giá trị lại chắc còn chừng khoảng 10 triệu thôi. Nó kiểu vậy. Vậy hả? Ủa vậy mình có cái gì đầu tư mà ha, nó không bị mất giá không anh? Nói chung là bây giờ á, một là em đầu tư thí dụ như là tiền đô, hai là đầu tư vàng. Thì á là vàng á thì nó hay lên. Đó, rồi đầu tư tiền đô thì nó cũng xê dịch chừng chút xíu thôi. Vàng mà nó có lỗ là lỗ chút xíu thôi, nhưng mà nó lên dữ lắm. Đó, đó con quỷ của Hạnh. Con quỷ của Hạnh mà đặt chơi cái vụ mà cái gì nó mua tiền ảo, tiền niết gì đó. Đó, nó mua đồng tiền ảo, bữa nay cái đồng tiền ảo mới đầu là nó mua cao, giá cao, thí dụ bữa nay là nó mua là 100 đồng trong cái đồng tiền ảo đó. Nó thấy lời của nó mua đổ tiền cho đã, rồi nay cái đồng tiền nó sụt xuống coi như là còn chừng khoảng 2-3 đồng một ấy, tính lỗ to rồi, bữa nay méo mặt luôn. Trời ơi, thiệt chứ gì là khổ chết rồi. Vậy là anh có biết giá vàng hôm nay là bao nhiêu không? Giá vàng thì anh đâu có biết. Tăng nhiều không? Anh không biết đâu, mà nghe nói là hình như là giá vàng bữa nay là bắt đầu nó hơi tụt hay sao á, chứ mà không, cái đây chừng vài bữa thì nó tăng.
nhưng mà hôm nay là tụt rồi, nghe nói là tụt cũng hơn nhiều nhiều rồi đó, tại vì nói chung là do cái biến động thị trường vàng của đâu bên nước ngoài nó đổ ra cái gì đó anh không biết đâu, anh chỉ biết vậy thôi. Chết rồi. Bây giờ ai chết? Em nói con Hạnh chết. Đúng rồi, con Hạnh chết. Tao qua đây là để cảm ơn mày. Trời ơi, khoái không? Thấy tươi tắn hẳn ra. Rồi, đầu đuôi sao? Kể khúc giữa tao nghe coi. Khi khúc là sao? Thì khúc đầu mày qua đây là mày rồi ly dị, rồi vợ ly dị là tao biết nè. Khúc cuối là bây giờ mày nói thành công là tao biết rồi. Tao coi khúc giữa, tao nghe khúc giữa. Đúng rồi, đúng rồi. Ê, mắc cười lắm nha. Bây giờ tự nhiên vợ tao là coi như là rất là tự tin nha. Tự tin luôn. Coi như là ăn uống thoải mái mà không cần phải suy nghĩ, mà không có bị áp lực gì trơn mày. Coi như là vui vẻ tới giờ này luôn. Thì đó, cái đó gọi người ta là một trong những phương pháp mà gọi là bài học về tâm lý, tinh thần. Tâm lý. Ê, bắt tay cái. Trời. Cảm ơn mày. Khùng quá, khách sáo mà, bạn bè thôi. Nhưng mà phải công nhận nha, cái chiêu của mày hay. Tại biết sao không? Bây giờ là vợ tao là nó ăn thoải mái nha, mà nó cũng không cần phải suy nghĩ là cái đó là món gì, cái món đó là cái miếng thịt, ví dụ miếng thịt đi, hồi đó là chỉ cần mà nghe nói tới ba rồi thôi là nó là không muốn ăn rồi. Nhưng mà bây giờ là nó ăn, có gì là nó ăn rau thì nọ, mà giống như là nó nghĩ là giống như là nó ăn thịt vậy đó, mày hiểu không? Mà nó ăn rất là tự tin, hiệu quả đúng không? Hiệu quả đàng hoàng, mà bắt đầu là thần thái là coi như là bây giờ là coi như là thoải mái rồi, không còn phải suy nghĩ bất cứ cái gì nữa hết trơn á. Vậy là quá tuyệt vời rồi. Cách của tao hợp lý đúng không? Đúng rồi. Hiệu quả đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ là mình coi là cái hiệu quả chính xác đó là làm bây giờ là được bao nhiêu rồi, giảm được nhiêu rồi? Hình như là từ hồi nay là cỡ khoảng là chắc là tuần á, cỡ tuần rồi đó. Đâu? Đúng rồi. Cỡ tuần rồi. Là xuống đâu cỡ khoảng là 3 kg rồi đó. Một tuần mà 3 kg? 3 kg. Trời ơi, vậy mà một tháng thì sao ta? Tôi nói thiệt, nếu cỡ một tháng nữa là mà lên hình mà hôm bữa như kiểu hôm bữa mà ngồi kế ông đạo diễn á, là ông bảo đảm là chắc chắn ông nói là con vợ tôi này ngon hơn đợt trước. Trời ơi, vậy là quá tuyệt vời rồi. Nhưng đó, quan trọng là tối là Hằng ngủ không chịu ngủ. Sao vậy? Ngủ bị chập chờn. Tuy đang nằm ngủ, ta đang nằm ngủ cái tự nhiên ngồi vậy. Sao? Hỏi cái gì vậy? Giá vàng này nhiêu vậy? Hỏi vậy là sao? Không, đúng rồi. Mình phải đưa vô đó là một cái bài học tâm lý, hiểu không? Tâm lý không? Phỏng thức quá, lo lắng quá, trằn trọc quá, rồi sao mà có thể ngủ được, đúng không? Không ngủ được mà không ăn được nữa thì sao mập? Thì đúng không chứ? Ha, hèn chi xuống ký nhanh cực kỳ luôn. Thì đó. Cái này mà cỡ khoảng chừng 1 tháng hay 1.5 tháng nữa, tôi nói trời ơi, đẹp hơn người mẫu luôn. Đó, trời ơi, khoái gì à? Khoái, chạy nước miếng. Thôi, tém nước miếng lại đi cha. Không, bà công nhận nha, bữa nay tôi nhìn vợ tao nó quyến rũ lắm mày. Bắt đầu đẹp là nhìn nó đã lắm. Mà tao đâu có dám nói vụ cân đâu, mày nói tao đó. Tao đâu có nói dám nhắc vụ cân ký đâu. Tao chỉ nói là em nay anh thấy em đẹp lắm nha. Em nay là nhìn nó gợi cảm kiểu vậy đó. Mà trời ơi, cười tủm tỉm cái đờ. Hai, chiều nay tao mời mày ra thị trấn nhậu tao nha. Tao coi như là tao cảm ơn mày. Khách sáo nữa. Thôi mà đi đi. Khách sáo quá. Thôi, đừng có chiều. Liền giờ được không? Mày gấp gì vậy? Trời, ăn nhậu mà bạn. Trời. Chơi rồi. Dì Tư ơi, em Hạnh sao rồi dì Tư? Dì Tư ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mất hết rồi. Nè, đừng có làm sợ nha. Mất thiệt rồi. Biết rồi, con ngồi xuống đây đi. Thôi, ngồi xuống đây đi. Đừng có vội buồn. Em mất không có nhiều đâu. Nhiều người còn mất nhiều hơn em đó kìa. Mất trắng luôn, mất hết luôn, mất tan hoang luôn, mất xóa sổ luôn. Em mất chút đỉnh hả? À, thiệt. Có người còn mất nhiều hơn em nữa hả? Ủa sao đó, vợ của thằng Đức. Mất trắng luôn. Ôi. Mất xóa sổ luôn. Ủa, nhưng mà em nhớ là nó đâu có chơi giống em đâu mà mất. Thì anh kêu. Anh kêu. Anh suối chơi giống em hả? Chơi gì? Chơi cái mà em chơi đó, chứ ma quỷ gì nhập em. Mày đặt chưa tiền ảo, tiền ngơ, đồ này nọ. Trong khi đó anh làm công nghệ nè, không hỏi thăm anh. Để anh nhiều khi thí dụ mà quyết tâm chơi quá thì anh còn chỉ dẫn cho em chơi. Đằng này đâm đầu vô tự nhiên lấy tiền tiết kiệm đồ này nọ, cái dồn vô chơi chứ cho thua. Nhưng mà không sao, em ít. Giận được quá trời luôn. Thua nhiều lắm, thua dữ dội lắm. Trời ơi, vậy thì em đâu có buồn nhất đâu.
Mà trời ơi, nhỏ đó buồn không, nhưng mà chồng không buồn, thằng Đực rất vui. Sao hai vợ chồng này ngang ngược vậy? Thì đó, biết sao không, mấy buổi trước á thì con Sáo đó đi làm ca sĩ rồi bây giờ cái lấy tên là Ánh Linh đồ này nọ đi hát, rồi hát biết bao nhiêu show, cái bị người này người kia chê là dạo này thấy mập lên đồ này nọ, cái xong rồi cái thằng Đực á nó qua nó mét anh, nó nói là nó về nó nói dở mặt dở chửi nó, bây giờ nó muốn giảm cân. Thì cái anh thấy em bần thần vậy nè, cái anh nói à dụ nó chơi cái này đi, suối chơi. Xong rồi mua vàng đồ này nọ, anh dặn là nửa đêm phải không, canh á vàng xuống một cái mua liền, lấy hết tài sản đi hát biết bao nhiêu, dồn vô mua. Mở mắt ra sáng vàng tuột, thua hết rồi, không ăn không uống được, thất thần lo lắng suy nghĩ, cuối cùng ốm là phải rồi. Thằng Đừng Đực mừng. Anh suối gì mà suối bậy vậy? Thì đó, con Sáo chứ ai. Trời ơi. Cô Hạnh. Ủa vừa. Mới qua hả Ánh Linh, ngồi đi em. Ngồi đi. Sao vậy, sao vậy mặt buồn hiu vậy? Hạnh, hồi nãy vốn dĩ anh ngồi vị trí này, bây giờ anh nhường cho Ánh Linh rồi, cho anh ngồi cái em nha. Ngồi đây. Sao vậy, tự nhiên nửa đêm rồi qua quán gì tư chi vậy? Thì tính kêu Hạnh bán dừa tôi uống thôi, gì đâu. Thôi giờ này tối rồi đừng uống dừa, không có tốt cho sức khỏe. Đúng rồi đó. Trời ơi, mà tôi nghe đồn á, dạo này hả đang có người hả mất hết tiền hết của luôn, rồi xong rồi cái gì mà điêu đứng rồi bần thần, rồi công nhận á, tham thì tham, đúng là dừa lắm. Cái gì, cô nói ai, ai tham thì tham, ai gì mất hết hả? Thì nói ai, nói ai thì người đó có tật giật mình thôi chứ biết đâu. Ủa, nói em á, hồi nãy em mới kể chuyện này cho mấy em à. Ủa nè. Sao? Cô ấy nha, đừng tưởng là tôi không biết gì chuyện gì của cô nha. Chuyện gì? Trời ơi, bày đặt chơi cái gì mà cái gì á, tiền ảo. Đúng rồi. Gom hết 4 liếng rồi chơi tiền ảo rồi sao, rồi hả cũng mất hết luôn, rồi hả có lúc mà điên điên khùng khùng á, không biết mình là ai nữa. Trời ơi, cô ơi, không biết ai thì thông nữa. Ủa chứ cô thì sao? Ờ thì tôi có mất đó, nhưng mà tôi mất chút xíu vậy nè, còn cô nè mất nguyên một cái tài sản luôn, có bao nhiêu tiền hả đi hát bao nhiêu năm á cũng lấy ra mua hết, rồi xong rồi sao cũng mất luôn, xong rồi trời bị chồng chê mập rồi sao, rồi xong rồi bị thất thần rồi mới ốm vậy nè. Trời ơi. Thì tôi có mập đi, rồi bây giờ tôi ốm tôi vẫn đẹp lại. Ủa? Chứ như cô trời mặt mày hốc hác da sạm rồi càng xấu xí hơn mà cũng mất thôi. Ủa rồi bây giờ chê người ta rồi qua quán người ta uống nước giường chi, đi về. Ủa? Đi mắc cười. Ủa? Quá không phải sao chuyện mấy người á hả, anh thì thăm được không, cậu vô gì vậy? Thôi được rồi ngưng ngang đi nè, hai người phụ nữ giữa đêm mà cãi lộn con sâm. Nói chung nè, bây giờ không có một cá nhân nào mà tham lam hết, hai người đều tham đều. Đúng không? Em cũng tham mà, em cũng tham. Nè, Hạnh, giỡn á. Hạnh, Ánh Linh. Trời, chọt qua chọt lại cái hai người phụ nữ giận ngang. Nhưng mà không sao, mình đã làm Hạnh vui trở lại. Vậy là vừa ý của dì Tư rồi. Quá đã.